Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì em có test đó là 4 thiết bị cho một bác khách anh em nhé. 4 thiết bị ngày hôm nay thì gồm những gì? Đó là một con cốt 23XL, một con lưng tiếng TD5000, một chiếc quản lý nguồn P10 anh em nhé. Bác này thì truyền khọc cho em đủ đó là 1,5 triệu anh em nhé. Đấy, một con mixer, một con quản lý nguồn và lưng tiếng của crossover. Em sẽ giảm xuống để nói trực tiếp cho anh em nghe trên cái cấu hình này. Bác lấy là một con bàn mixer Dynacorp CMF 1000 hàng cao cấp, con này thì có nắp anh em nhé. Tiếp theo là một chiếc crossover DBX 223XL, con này thì giá hiện tại là 1,4 triệu đồng. Con mixer kia thì giá hiện tại là 8,7 triệu anh em nhé. Lưng tiếng TD5000 giá là 2 triệu đồng, và một chiếc quản lý nguồn P10 với giá là 1,8 triệu. Con quản lý nguồn này thì em không giới thiệu nhiều bởi vì em đi lắp trong cụ giàn cho anh em rất nhiều. Con này 1,8 triệu, có lọc nguồn này, có automat này, có dơ le để bảo vệ đầy đủ cho anh em nhé. Con này thì nó có 8 cổng đầu ra và đằng sau, và 2 cổng đầu ra và đằng trước này luôn luôn có điện này. Ok chưa? Con này thì 1,8 triệu, nâng TD 5000 và cốt server 23XL mixer. Thì ghép nối thì ghép nối như nào? Em sẽ xuất hai đường lap right, bên lap right từ trên mixer. Em sẽ câu xuống con TD5000 và từ TD5000 xuống đẩy để đánh ra full anh em nhé. Còn crossover này em sẽ xuất từ đường mon trên bàn mixer, cắm xuống crossover 23XL và từ 23XL cắm xuống đánh xuống anh em nhé. Cắm xuống đẩy đánh xuống, nó sẽ đi hai đường riêng. Và sử dụng trên bàn này thì nó sẽ rất là lợi thế cho anh em. Bởi vì sao? Vì như thế anh em có thể sử dụng riêng rẽ. Có lẽ là anh em muốn sử dụng tiếng mic xuống súp cũng được, mà anh em sử dụng tiếng mic không xuống súp cũng được. Muốn xuống súp thì anh em mở mon trên đường line mic. Ok chưa? Còn anh em không muốn xuống súp thì anh em tắt đường line, tắt đường mon trên đường line mic đi, thì nó sẽ không nói xuống súp, mà anh em chỉ mở line mon trên đường line nhạc thôi anh em nhé, thì nó sẽ xuống được tiếng súp không thôi, nó sẽ theo đường nhạc đánh xuống và tiếng mic nó sẽ không lọt xuống súp. Đây là hiệu quả như vậy anh em nhé. Em nhắc lại là từ left right master em sẽ tô xuống nâng TD5000 để đánh ra loa full, và từ mon trên bàn mixer em sẽ câu xuống cốt server và sẽ ra đánh súp anh em nhé. Nâng TD5000 sẽ chỉ để đánh full, và cốt 23XL chỉ có chức năng nó đánh súp riêng rẽ độc lập luôn anh em nhé. Và cái tiếng mic trên bàn anh em đang nghe đây, em đang nói này, 1, 2, đây là cái tiếng vợt anh em nhé, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, vợt nó sạch, nó ngọt đúng không ạ? Lên echo cho anh em nghe, đây là thô anh em nhé, vợt này, 6, 7, 8, 9, lên echo delay cho anh em nghe này, 6, 7, 8, 9, 1, 2, ok chưa, ngon cho anh em. Bàn này thì em cài trước cho anh cái chế độ effect rồi. Ok chưa, lên cả vợt này, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ngon cho anh em. Đấy, đừng mon nhé, đừng mon trên bàn mixer này. Em đang đánh là mon 1, thì nếu mà muốn tiếng súp lên xuống to nhỏ dựng trực tiếp hết trên bàn này, đấy là cái lợi thế. Không cần phải can thiệp, căn chỉnh gì vào những cái con cốt hay là con lưng tiếng, mà anh em sử dụng hoàn toàn trên cái bàn mixer này cho em. Ok chưa, lên tí nhạc cà kê cho anh em nghe nhé. Cái combo này thì 1,4 triệu này, 2 triệu này, cộng với lại 1,8 triệu là 5,2 triệu, cộng với lại 8,7 triệu anh em nhé. Mixer thì chưa có phí ship thì 8,7 triệu nữa, 5,2 triệu cộng 8,7 triệu là 13,9 triệu. Ok cho anh em, 13,9 triệu combo này. Anh em có đẩy rồi, có mic rồi, và anh em để chơi. Anh em nào thích chơi kiểu này thì nó rất ổn áp cho anh em. Đây, lên like nhạc rồi. Ok, nhạc nó sẽ qua đơn tiếng, nó sẽ đẩy hơn anh em nhé. Đấy, và cốt cũng sẽ đánh qua súp với cốt. Ok chưa, anh em nghe, tiếng ngon được không? 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Anh em nhé, to nhỏ súp này, anh em để mặt ở trên này đi. Đấy, nó không lọt mic xuống súp đây anh em nhá, không lọt mic xuống súp đâu. Đấy, rất sướng luôn. 7, 7, 8, 9, 9. Đừng buồn em ơi, khi lớn lo yêu anh rồi. Bận lòng chỉ đưa, hỡi em xin anh quên anh đi. Giây phút bên nhau, em
sẽ quên mau. Chỉ có anh thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đấy, anh em nghe ở các cái qua qua. Bởi vì anh em nghe cái chất âm trên bàn bản tiếng nó rất là mượt rồi anh em nhé, rất là mượt luôn đúng anh em. Đấy, đúng không ạ? Đấy thì cái bàn này cái trước cho anh em rồi. FX1 nó sẽ là vợt. FX2 nó sẽ là echo delay. Thì anh em là muốn hát vợt nhiều anh em đẩy vợt. Anh em mà muốn hát echo nhiều anh em đẩy echo lên thôi. Bàn này thì setup cho anh em rồi, về nhà anh em có thể cài thêm anh em nhé. Đấy thì đi vào cái con bàn này. Đi vào cái con bàn này để cho anh em thấy là nó rất là dễ chỉnh. Đây. Nó chỉnh đường mon này. Em câu từ mon ra nhá, mon 1 này thì sẽ chỉnh từ mon 1 này, to lên thì súp nó sẽ chạy. Ok chưa? Đây, nai nhạc nó sẽ xuống nâng tiếng thì cái loa full của anh em tiếng nó sẽ hay hơn. Còn line mic đây, anh em cắm vào line nào thì nó sẽ sử dụng đó là line đó anh em nhá. Ok. Anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ anh em nhá. Test nhanh cái chế độ và thiết bị cho bác khách. Thì anh em có nhu cầu thì anh nhớ liên hệ thôi. Ok, tổng mixer đại đặc cọc 8.7 triệu, cốt 2 3XL 1.4 triệu, nâng TD 5.000 2 triệu và quản lý nguồn P 10.8 triệu anh em nhá. Ok, chào anh em.